Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 6 tháng 8 hàng năm là ngày An ninh mạng Việt Nam. Mục đích của việc tổ chức ngày này là nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về an ninh mạng quốc gia, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của an ninh mạng. Qua đó, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của công tác đảm bảo an ninh mạng bộ công an sẽ chủ trì tổ chức ngày an ninh mạng việt nam